Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu với cả nhà bộ phim Đam Mỹ Trung Quốc mang tên Lá Chắn Miễn Dịch tập 2. Sau khi biết mình đã nhìn thấy ma, Cố Hạ Bộ mới gọi điện bán vốn bà chị Omo của mình biết. Bà chị chơi Omo của Cố Hạ Bộ mới thú nhận là do mình hư thân mất nết trong lúc cúng bái làm phép đã vô tình làm cháy xém một phần lá bùa yếm tà ma của Cố Hạ Bộ. Nhưng may mắn lá bùa chưa cháy hết nên Cố Hạ Bộ chỉ nghe mà không nhìn thấy các hồn ma. Bà chị Omo kêu em trai cứ bình tĩnh, chế sẽ tìm cách khắc phục. Nói là nói cho vui vậy thôi chứ với tài thuật chưa thông, sức máy mà bà chị Omo này làm ra được cái bùa mới cho Cố Hạ Bộ. Khi biết Giang Chỉ là cứu tinh của mình, hễ khi ở gần Giang Chỉ là em ấy không còn nghe thấy tiếng kêu la của mấy con ma nữa. Cố Hạ Bộ thấy làm lạ liền hỏi thăm ngày sinh bát tự của Giang Chỉ là ngày gì, nhưng Giang Chỉ không tin chuyện có ma, nghĩ là do Cố Hạ Bộ bị hoang tưởng nên nhất quyết không nói. Cố Hạ Bộ cảm thấy xấu hổ với Giang Chỉ vì mấy ngày nay cứ gặp chuyện gì đâu không, rất ư là mất mặt. Cố Hạ Bộ đang bàn tính với bà chị Omo về ngày sinh bát tự của Giang Chỉ thì bỗng có em bánh bèo mê trai mang bánh đến cho. Tưởng mình được gái theo đuổi thì mừng trong bụng, ai dè là bánh của người ta. À thì ra em gái ấy ái mộ Giang Chỉ, cố tình làm mấy cái bánh bông lan kem nhiều chất béo để tặng cho Giang Chỉ làm quà theo đuổi. Cố Hạ Bộ đau lòng lắm nhưng bất lực đành đem bánh trao lại cho thằng bạn cùng phòng. Cố Hạ Bộ nhìn lén Giang Chỉ từ xa thì thấy thằng bạn chung phòng này cũng đẹp trai lắm, định núp lùm hù Giang Chỉ hết hồn, ai dè Giang Chỉ phát hiện, hù lại khiến Cố Hạ Bộ giật mình té ngã. Thế là tình huống Đam Mỹ đã xảy ra, hai anh chàng nắm tay nhau rồi nhìn nhau với ánh mắt trìu mến. Quê quá, Cố Hạ Bộ liền lấy giỏ bánh đưa cho Giang Chỉ. Giang Chỉ ngạc nhiên tưởng Cố Hạ Bộ mua bánh tặng mình, Hạ Bộ lắc đầu nói bánh này là do một bạn gái ái mộ tặng. Giang Chỉ liền từ chối nhận vì không muốn em gái đó hy vọng quá nhiều. Với bản tính tham ăn và có ghen bo từng trong người, nhìn mấy cái bánh ngon quá, bỏ thì uổng, Cố Hạ Bộ liền lấy ra ăn ngấu ăn nghiến. Nhìn thấy kem dính trên môi của Cố Hạ Bộ, Giang Chỉ liền dùng tay chùi sạch sẽ cho em bót, thế là bốn mắt lại nhìn nhau. Cố Hạ Bộ thẹn thùng trông rất ư là dễ thương. Vì chờ Giang Chỉ học bài quá lâu, mệt mỏi Cố Hạ Bộ nằm ngủ quên trên ghế luôn hồi nào không hay. Sợ em bót lạnh, Giang Chỉ lấy áo khoác vội đắp lên cho Cố Hạ Bộ đỡ lạnh. Mà toàn bộ những hành động thân mật của cặp đôi đã bị người khác chụp lén đăng lên Facebook. Cả trường nháo nhào đồn thổi là hai người đã chơi BD cùng nhau. Những ngày sau đó, khi Giang Chỉ đi làm, Cố Hạ Bộ dán ở nhà chịu đựng làm bạn với mấy con ma. Khi Giang Chỉ về đến nhà là em ấy vội chạy ra ôm Giang Chỉ một cách tỉnh bơ, rồi đi ngủ. Giang Chỉ đơ như cây cơ không biết là em gái này đang giở trò gì đây. Buổi tối đang ngủ, Cố Hạ Bộ tự nhiên chạy qua nắm tay Giang Chỉ mà ngủ khiến anh chàng giật bắn cả người. Đám bạn nhiều chuyện đang bàn tán xôn xao về những bức hình thân mật của Giang Chỉ và Cố Hạ Bộ. Không có Giang Chỉ bên cạnh, Cố Hạ Bộ cứ nghe tiếng máy con ma nhai nhải bên tai suốt rất ư là khó chịu. Tình cờ Giang Chỉ đi tối châm người vào Cố Hạ Bộ thì em ấy hết nghe mấy tiếng oan hồn đó thì mừng rỡ. Cố Hạ Bộ vội ôm Giang Chỉ vào lòng nói cậu quả thực là người rất đặc biệt với tớ. Mấy thằng bạn Cố Hạ Bộ chết chân tại chỗ, không ngờ hai thằng này tập chơi BD nhanh thế. Lát sau, Giang Chỉ bực tức ép Cố Hạ Bộ vào tường rồi hỏi vì sao mình lại đặc biệt. Giang Chỉ vừa hỏi vừa ép sát cơ thể vào Cố Hạ Bộ, khiến em ấy rất ư là khó chịu vì từ đó tới giờ chưa có thằng con trai nào nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Mà trong người Cố Hạ Bộ cũng dạo dực lắm, không lẽ lột đồ đấu kiếm tại chỗ mà làm thế ngại chết, xấu hổ quá, Cố Hạ Bộ liền nuốt nước miếng mà bỏ chạy. Thấy Giang Chỉ có tài chơi bóng rổ, đại diện câu lạc bộ liền tới mời Giang Chỉ gia nhập câu lạc bộ nhà trường để thi đấu. Giang Chỉ do dự nói để mình sẽ suy nghĩ lại. Tiện thể nhớ về Cố Hạ Bộ, Giang Chỉ hỏi bạn nữ xem thế là như thế nào. Bạn nữ phán một câu xanh rờn, đó là người ta đã thích bạn rồi đó. A hi hi đồ ngốc. Biết được sự thật, Giang Chỉ liền đi tới sân bóng rổ mà tìm Cố Hạ Bộ. Không nói không rằng, Giang Chỉ nhặt quả bóng lên đưa cho Cố Hạ Bộ rồi xoa đầu em ấy vài cái rồi bỏ đi. Lũ bạn thân đứng phía sau nhìn cảnh hai người tình cảm mà xít xoa, chắc ngày mai tao cũng chơi BD quá, mày với tao chơi chung nhà. Rồi cả đội nhất trí kêu Cố Hạ Bộ dùng nhan sắc của mình mà dù quyến Giang Chỉ gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ. Bất lực, Cố Hạ Bộ suy nghĩ mãi là có nên dù quyến Giang Chỉ hay không. Chưa suy nghĩ xong thì đột ngột Giang Chỉ đã mò qua, chủ động hỏi Cố Hạ Bộ là có ý đồ gì với mình. Cố Hạ Bộ mới nói tớ và cậu rất có duyên, từ việc va quẹt nhau khi chơi bóng rổ, rồi ở chung phòng. Nhưng do hai đứa học khác khoa không có thời gian tiếp xúc, nên muốn rủ cậu vào chơi bóng rổ chung, để hai đứa có thêm thời gian hiểu nhau nhiều hơn. Thấy Cố Hạ Bộ chưa đủ thành ý, Giang Chỉ vội bỏ đi. Cố Hạ Bộ sợ quá vội chạy lại chặn đường, ai dè vấp ngã vào người Giang Chỉ luôn mới ghê. Cặp đôi ôm nhau mà nhìn nhau đắm đuối. Trời ơi, cứ nhìn nhau như vậy, rồi ôm nhau xèo nẹo, hai anh chàng này không yêu nhau thì mới lạ đó cả nhà. Ôm nhau hả hê thì Giang Chỉ đi làm, bỏ Cố Hạ Bộ ở nhà một mình mà ngủ với mấy em ma. Đang ngủ mà bị mấy con ma quấy rối miết, Cố Hạ Bộ chịu hết nổi liền gọi điện cho Giang Chỉ hỏi chừng nào về.
còn không quên kêu Giang Chỉ mua đồ ăn cho mình ăn tối. Nghe tin Cố Hạ Bộ đói bụng, Giang Chỉ liền dọn quán mà chạy về mua đồ ăn cho em yêu. Trong lúc Cố Hạ Bộ đang lơ ngơ hoảng sợ vì bị ma nhát thì Giang Chỉ đã đến ngay sau lưng. Giang Chỉ còn kênh xì po đuổi thằng lớp trưởng Thầm Yêu trộm nhớ Cố Hạ Bộ đi chỗ khác. Nhìn thấy Giang Chỉ là Cố Hạ Bộ hạnh phúc lắm, nhìn túi đồ ăn to chà bá mà Giang Chỉ mua về thì càng hạnh phúc hơn. Cố Hạ Bộ nắm tay Giang Chỉ mà cười tủm tỉm, kỳ này chết với bà nha cưng. Vì đang outdoor nên những hành động yêu thương của hai người đã bị mấy đứa bạn biến thái chụp hình lại, họ còn cổ vũ cho tình yêu của hai người. Cố Hạ Bộ mắc cỡ lắm, vội giả nai thẹn thùng mà chạy về phòng trước. Thật ra Cố Hạ Bộ cũng chưa xác định là có thích Giang Chỉ hay chưa, hiện tại chỉ muốn ở bên Giang Chỉ là vì như vậy thì không còn nghe thấy tiếng oan hồn chu chéo nữa. Nhưng sợ nói ra như vậy Giang Chỉ sẽ giận, nói là Cố Hạ Bộ lợi dụng. Còn Giang Chỉ thì nghĩ Cố Hạ Bộ thích mình thật sự, nên hỡ xíu là nhớ, kêu mình về cho bằng được. Đúng là nghiệt ngã cho Giang Chỉ mà, bị người ta lợi dụng mà không biết. Thấy tay Giang Chỉ bị thương, Cố Hạ Bộ liền lấy bông bông thuốc đỏ sơ cứu cho thằng bạn cùng phòng. Cố Hạ Bộ hỏi Giang Chỉ, cậu trước đây không phải học ngành y à, sao mà không biết mấy cái băng bó cơ bản này chứ? Giang Chỉ không ngần ngại mà nói chờ Cố Hạ Bộ chăm sóc cho tớ đó. U là trời, nghe xong thì em bót tim đập mạnh, còn mắt cỡ nữa chứ. Thấy Cố Hạ Bộ quan tâm cho vết thương của mình quá như vậy, Giang Chỉ cũng bắt đầu siêu lòng. Nghe xong những câu chuyện tâm linh về ma quỷ của em Thụ, Giang Chỉ liền bỏ lá bùa vô óp điện thoại rồi nói với Cố Hạ Bộ khi nào cậu cần tớ, tớ sẽ có mặt. Cố Hạ Bộ ngạc nhiên tự hỏi sao thằng cờ hó này tự nhiên tốt với mình quá vậy. Trước sự nghi ngờ của em Thụ, Giang Chỉ vội tì vai Cố Hạ Bộ mà nói đối với người khác không có quan tâm và không cần thiết để quan tâm, mình chỉ quan tâm một mình cậu mà thôi. Cố Hạ Bộ như rụng rời bởi câu khẳng định chắc nịch của Giang Chỉ. Để đáp lại tấm chân tình này, Cố Hạ Bộ không ngần ngại mà giành giật hai phần ăn sáng mà thằng bạn vừa mua để về ghi điểm với Giang Chỉ cờ rớt, dụ dỗ cờ rớt tham gia đội bóng rổ với mình. Chưa đến, Cố Hạ Bộ cố tình mang cơm hộp đến cho Giang Chỉ ăn, tình cờ nghe loáng thoáng Giang Chỉ đang tìm phòng dọn ra ở riêng thì buồn thiêu. Đang định quay lại kêu Giang Chỉ đừng dọn đi thì nhìn thấy cảnh Giang Chỉ thân mật với một bạn nữ thì máu hoạn thư trong người Cố Hạ Bộ nổi lên. Mặt đằng đằng sát khí mà chửi rủa Giang Chỉ là đồ lừa đảo, nói người đặc biệt là mình, mà khi ở bên gái đẹp là mặt mày hớn hở nhìn phát ghét. Nhìn thái độ khác hẳn thường ngày của Cố Hạ Bộ, Giang Chỉ hỏi có chuyện gì thế. Cố Hạ Bộ mới nói về vụ Giang Chỉ chuẩn bị chuyển đi. Nói chuyện một hồi thì biết Giang Chỉ cũng không có ý định chuyển đi, Cố Hạ Bộ vui mừng ra mặt không suy nghĩ mà nói thực ra tôi cũng khá thích cậu. Rồi Cố Hạ Bộ chợt thức tỉnh, thấy mình nói chuyện hơi lố nên kêu Giang Chỉ đừng hiểu lầm, thích ở đây là thích tiếp xúc thôi không phải là yêu thích. Giang Chỉ thừa biết Cố Hạ Bộ có tình ý với mình. Ngoài mặt thì sẽ nghĩ cậu ấy tiếp cận Giang Chỉ vì muốn Giang Chỉ gia nhập đội bóng rổ nhưng thực chất là hai bọn họ đã bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi cả nhà. Tâm sự xong, Giang Chỉ đưa Cố Hạ Bộ đi làm thêm với mình, làm xong thì ân cần lau hết vết sơn bẩn dính trên cổ Cố Hạ Bộ. Giang Chỉ còn chuẩn bị một cái nón bảo hiểm dành riêng cho em người yêu tương lai. Lên xe thì kéo tay em Thụ phải ôm LX của mình thì mới chịu. Lể từ đó hai anh chàng bắt đầu thân mật hơn xưa, lúc nào cũng xèo nẹo nên nhau y như các cặp tình nhân khiến cho cả trường nháo nhào lên đi chụp hình lén và bàn luận. Người thì ca ngợi Cố Hạ Bộ vì muốn Giang Chỉ vào câu lạc bộ bóng rổ mà không màn đời trai. Người thì nuối vì Cố Hạ Bộ cuối cùng cũng bị bẽ cong, gia nhập BD phái cùng với Giang Chỉ. Phim Lá Chắn Miễn Dịch tập 2 đã hết, các bạn nhớ like và theo dõi kênh để đón xem tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!